vàng. Được. Nhưng do thợ xử lý không tốt nên dùng màu đen quá. Thế cho bây giờ hiện tại màu này càng bới thì càng thấy nó đấm rất nhiều. Em phải tỉa cho chị đi. Làm lại ngắn thì cho đẹp. Không, không ngắn đâu. Độ dài em chỉ cắt đi khoảng tầm 5 phân thôi. Chị phải đưa ra một cái dáng đẹp. Chị muốn cho bớt đi tí nữa. Thế ạ. Không thấp ngắn đâu, không ngắn. Nếu thế thì nếu ngắn nhất đến tầm này là đẹp nhất. Được rồi. Đấy. Đấy là ngắn nhất, nhưng mà cũng một cái form ôm bởi vì chúng ta giữa chị là thể làm cái màu tóc tương đồng, kiểu tóc tương đồng. Nhưng em nói trước nhé, riêng với cái tóc này em chỉ có thể làm tầm 4 thôi. Đấy, tầm như này. Và khi cái màu là ra nhé, khi làm màu là ra để thì em phải nói chị để chị sang bên kia, nếu chị chưa về Việt Nam nhiều thì phải cho chị cái màu với số để chị mua đúng bên kia làm ra. Ok, để chấm chân. Đấy, đây chấm chân. Cái này để chấm chân hơi thiên mất một tí là tóc của chị và các bạn. Đấy. Mà khi mà mình muốn chấm chân lên cái màu thời trang đó mà vẫn khử cái bạc này. Đấy, thì sẽ cho chị cái tông của chị này. Để dùng mà không thể quá được tông này. Đây nha, không thể quá được tông này đâu. Thế nó chỉ tầm đây. Nó tầm đây để em đây đây. Nó chỉ ở phép tông này thôi, chứ không hơn được nữa. Cái màu vàng ấy. Cái màu tức là có thể chị thích sẽ nhẹ hơn. Không, thế rồi chị đâu có thích màu vàng đâu, chị có đâu có. Ok. Chồng đâu cho chị thôi. Đừng cho chị trai ấy quá.